Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Vậy là phiên bản máy Motosyntab 2.8 đã phát hành cập nhật và rất nhiều anh em thợ trong cả nước đã tiến hành cập nhật bộ máy của mình lên 2.8 rồi. Và lần này thì anh em thấy tất cả anh em thợ quốc tế cũng đang cập nhật anh em ạ. Và rất nhiều anh em chờ đợi đến phiên bản máy Motosyntab 2.8 này thì anh em đã tậu cho mình những bộ máy Motosyntab rất là hiện đại, càng ngày càng hiện đại hơn sau mỗi lần cập nhật anh em nhé. Và anh em thấy không, một tin rất là vui với cộng đồng anh em sử dụng máy Motosyntab là anh em vẫn được cập nhật hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Và những anh em mà mua máy Motosyntab ở chỗ mình đấy thì mình đã thông tin nhiều lần rồi, anh em luôn được mình ngoài những cái phần quà tặng thì mình còn luôn luôn là gửi kèm theo máy là tài liệu cách phân tích dữ liệu động cơ, tài liệu về các mã FOB dùng chung với SU, tài liệu về các mã ECM của các xe, các hãng xe. Vâng, tài liệu thông số đo dòng dò góc đánh lửa sớm. Rồi tài liệu về cách phân tích một chiếc xe bị mất điện cao áp, anh em phải phân tích như thế nào là khoa học. Và biết cách nhìn thông số trên bộ máy Motosyntab mà anh em biết là cần phải kiểm tra cái gì mà không cần kiểm tra cái gì. Đấy mới gọi là phân tích dữ liệu động cơ anh em nhé. Và anh em thấy khi mà anh em đã phân tích thành thạo rồi thì nó rất là nhàn trong cái công việc sửa chữa một chiếc xe phun xăng điện tử ngày nay. Anh em thấy nó rất là đơn giản. Đấy, có những anh em mà đến khi mà trước đây hay hỏi mình, bây giờ mình tư vấn cho anh em còn bây giờ còn gọi điện lại cho mình còn thốt lên một câu là em thấy nó còn chữa còn dễ hơn những cái xe ngày xưa. Bởi vì những cái chiếc xe ngày xưa ấy, thực ra anh em biết rồi. Đấy, anh em cần phải kinh nghiệm, anh em bắt bệnh, đúng không? Thế chứ còn ngày xây chiếc xe phun xăng điện tử, thực ra là cái hệ thống FI gần như nó hỏng ở đâu nó bảo anh em ở đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh ấy bảo là quá dễ, đúng. Nếu như anh em mà đã có kỹ năng rồi, anh em biết cách phân tích rồi thì thực ra mình thấy cái chiếc xe ngày nay phun xăng điện tử sửa không có gì là khó anh em ạ. Đấy, vâng. Và hôm nay thì mình nhận được một chiếc ECM K44F VN01. Vâng, chiếc ECM này là đến từ Thanh Hóa anh em nhé, một anh em thợ từ Thanh Hóa gửi cho mình để kiểm tra chiếc ECM này xem có vấn đề gì không. Vâng, và cũng rất là vui mình lại nhận được một cuộc gọi đến từ phía Nam anh em ạ. Vâng, hôm nay là cuộc điện thoại đến từ phía Nam của anh. Vâng, mình cũng xin phép được nói chạch tên của anh đi, vì anh cũng bảo là anh ơi, em không muốn thông tin tên của em lên. Vâng, mình sẽ tôn trọng ý kiến qua cá nhân của anh. Vâng, sự riêng tư của anh. Vâng, thì mình cũng xin tạm thời gọi đi là lệch đi, là anh Thống. Vâng, anh đến từ phường Tân Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vâng, anh ủng hộ mình một bộ máy Motosyntab anh em nhé. Vâng, và hôm nay là mình còn nhận một bộ máy để nâng cấp giúp anh An, anh đến từ Đà Nẵng. Thực ra anh em nhìn thấy anh An thì mua máy của mình khoảng 2-3 năm nay rồi, anh dùng rất nhiều rồi. Và anh tâm sự là thực ra anh kiếm tiền với cái bộ máy này, anh kiếm tiền ra nhiều tiền quá rồi. Đấy, anh em nhìn này, trông nó còn bóc bong chóc ra. Và anh gửi cho mình cập nhật giúp và mình đã bọc lại ni lông cho anh rồi. Đây, anh An đến từ Đà Nẵng này. Đấy, anh có xem được video này thì là em đã bọc lại máy cho anh rồi nhá. Nhưng mà đây, anh đã làm sức cái tờ giấy rồi, giấy biểu tượng rồi. Đấy, nhưng mà mình bọc lại hết rồi. Và anh An ấy thì bây giờ anh ấy thay máy tính và hôm nay anh ấy điện gửi máy cho mình và bảo kết nối luôn với máy tính. Mình sẽ mua máy tính cho anh em. Và anh em biết rồi, máy tính ở cơ sở của mình thì mình mua máy tính cho anh em và mình sẽ cài đặt sẵn luôn. Đấy, và lời chào nào thì mình sẽ cài đặt lời chào như vậy, tí nữa thì mình sẽ khởi động lên thì anh em thấy máy sẽ chào anh em. Vâng, và máy tính thì anh em biết là ngày nay máy tính đời mới thì hãng Samsung không có củ sạc kèm theo nữa, chỉ có cáp sạc thôi anh em nhé. Vậy thì những anh em mà mua máy tính cho mình sẽ mua tặng anh em luôn củ sạc và một chiếc ôm máy tính luôn anh em nhé. Vâng, và bây giờ thì mình công đoạn là test bộ máy này cho anh Thống đến từ phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vâng, và anh Thống thì anh không dùng máy tính và anh dùng tạm điện thoại đã anh em ạ. Cho nên là mình chỉ test máy cho anh thôi. Đấy, và anh về anh tự kết nối với điện thoại. Và bộ file mở tua thì mình đã nạp tặng anh rồi anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì mình sẽ nạp tặng luôn vào trong bộ máy. Thế còn anh em dùng hay không là tùy anh em nhé.
đấy, hôm qua mình cũng đã lên một video mở tour chiếc xe Winner đấy, là mình test chiếc máy V2.8 của mình nhá, sau đó mình lại về phần mềm gốc thì mình thử thôi để anh em nhá. Thế còn thực ra ấy, anh em ai mà có nhu cầu là anh em cũng phải nói rõ với khách hàng đấy, thì cá nhân khách hàng với lại anh em đấy, hai bên thỏa thuận với nhau nhá. Thế còn là hôm qua mình test thì anh em thấy không, hơi nhích ra cái là vòng tua máy đã kinh khủng rồi, kinh khủng luôn anh em ạ. Vâng, bây giờ mình sẽ test máy. Và sẽ test máy luôn với bộ cáp kiểm tra eSIM để ACG luôn anh em ạ. Vâng, và trước tiên ấy thì mình kiểm tra máy của anh An trước. Rồi, để mình kết nối máy của anh An với xe của mình đấy nhá. Xem mà kết nối có tốt không đã. Moto Scan Tab xin chào anh An đẹp trai, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, Moto Scan Tab xin chào anh An đẹp trai, mời anh chọn chức năng từ menu. Vâng, anh em nào có nhu cầu mà với muốn cô trợ lý ảo mà chào như thế nào thì mình sẽ chào, mình sẽ cài đặt cho anh em như thế nhá. Vâng, mình sẽ kiểm tra, mình sẽ khởi động lại một chút này. Moto Scan Tab xin chào anh An đẹp trai, mời anh chọn chức năng từ menu. Rồi, mình vào chẩn đoán nâng cao để test luôn cái cảm biến TP. Vậy thì máy đã kết nối tốt rồi đấy anh em ạ. Và công ty đã chuyển đổi bộ máy thành công cho anh An từ chiếc máy tính cũ sang bộ máy tính mới mình cài cho anh. Thông báo, đây là chức năng kiểm tra chất lượng cảm biến vị trí góc mở bướm ga TP mà khi đọc bằng máy chẩn đoán không có mã lỗi OBD cho cảm biến TP. Chức năng này thực hiện kiểm tra chuyên sâu lỗi trong dải của cảm biến TP trực tiếp trên xe thông qua hệ thống OBD. Thông báo, kết nối Moto Scan Tab phone với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng cáp DLCPN MTB08DLC01. Cấp nguồn cho Moto Scan Tab phone, sử dụng cáp nguồn PN MTB08 Power. Trạng thái. Yêu cầu, bấm nút mũi tên bên phải sau đó xoay chậm, từ từ, đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo mới. Yêu cầu, xoay chậm, từ từ, đều đặn tay ga đến khi bướm ga mở hết và giữ tay ga ở vị trí mở hết đến khi có thông báo. Thông báo, cảm biến TP hoạt động tốt. Vâng, vậy là mình test máy cho anh An cũng đã rất là chuẩn rồi. Và máy kết nối rất là nhanh, đạt yêu cầu anh em nhé. Vâng, và với bộ máy này thì An kiếm ra nhiều tiền lắm rồi anh em ạ. Anh đã làm một cuộc cách mạng là chuyển đổi cái máy tính cũ và quyết định là mua cái máy tính mới ở cơ sở của mình. Và mình cũng đã nạp bộ file mở tour cho anh An đến từ Đà Nẵng rồi nhá. Còn việc anh làm mở hay không là do anh và do hoàn toàn anh em quyết định nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành. Mình dùng bộ máy của anh Thống đến từ Bình Dương để mình kiểm tra chiếc eSIM để ACG này của chiếc Vision này, xem là chiếc eSIM này có vấn đề gì không anh em nhá. Vâng, mình tạm dừng một chút để mình thay bộ lốp ô tô đã anh em ạ. Khách cũng đang đợi mình thay 4 quả lốp ô tô mới tính luôn, mới tinh luôn anh em này. Đây. Rồi, bây giờ mình tạm dừng một chút, sau đó mình quay trở lại anh em nhé. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại anh em nhé. Vâng, và để kiểm tra được phần cứng cũng như phần mềm chiếc eSIM để ACG xe Vision này thì chắc chắn anh em phải có bộ cáp.
kiểm tra xem để ACG rồi. Đây, bộ cáp này đây anh em. Mình vẫn đã thông tin rất nhiều lần và mình cũng đã test hộ anh em mọi miền Tổ quốc những chiếc xem anh em gửi đến rồi. Bộ cáp này là 4,8 triệu anh em nhé. Trong đây nó có một cái cáp chính mà anh em có thể tận dụng luôn cái cáp chính này. Anh em chỉ cần mua thêm 4 sợi cáp kiểm tra SU nữa là anh em lại có thêm một bộ cáp kiểm tra SU luôn anh em ạ. Vâng, rất hay. Và với chức năng kiểm tra chất lượng xem này thì không có cái bộ máy nào ở trên thị trường ngoài dòng máy Mototeken làm được anh em ạ. Vâng, bộ cáp mới cứng cựa luôn và bây giờ mình mới bóc ra. Vâng, đầu tiên anh em bóc ra thì anh em thấy là có một lá thư cảm ơn của công ty DT Doto Việt Nam. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo của DT Doto Việt Nam. Vâng. Và đây, khi anh em thấy trong đây là công ty trang bị rất là chi tiết cách hướng dẫn sử dụng sợi cáp nào, các đời xe này, rồi các bộ cáp để làm gì này, rất là chi tiết anh em nhé, rất là chi tiết đây anh em này, anh em nhìn này. Đấy, cực kỳ chi tiết luôn anh em nhé. Vâng, và chắc chắn là dòng xe Vision thì mình sẽ phải dùng cáp VS13-19 rồi. Đây có thông tin luôn anh em ạ. Đấy, thôi mình làm nhanh anh em nhé, vì mình quay rất là chi tiết nhiều lần thông tin bộ cáp này cho anh em rồi, đúng không? Rồi, và anh em nhìn thấy đây, trong đây là có một cái cáp chính này anh em này. Đấy, như mình nói đấy, khi anh em đã có cái bộ cáp kiểm tra ESM để ACG này, anh em chỉ cần mua 4 cáp kiểm tra SU nữa là đã lại có thêm một bộ cáp kiểm tra SU luôn. Đây, sợi cáp chính này anh em. Rồi, mình lấy cái sợi cáp vừa rồi như vừa mình đọc mã VS13-19 đây rồi anh em. Còn tí nữa thì anh em cứ kết nối máy, máy sẽ yêu cầu anh em cắm cáp. Đây chẳng qua là mình làm để nó nhanh anh em nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thao tác luôn ở trên bộ máy một sợi cáp. Rồi, anh em kết nối vào đây cho mình. Rồi, và mình test luôn bộ máy mới cho anh em luôn. Vâng, anh em đến từ tỉnh Bình Dương, một địa phương cũng rất xa xôi với tỉnh Hải Dương của mình. Đấy, nhưng mà anh em biết là ngày nay nhiều anh em đấy bảo là cũng rất nhiều nơi bán máy mô tô second tab. Đấy, thậm chí có những cái địa điểm rất gần anh em nhưng mà anh em lại bảo là em vẫn ủng hộ anh mặc dù anh rất là xa so với em. Đấy, nhưng mà anh em thấy không, từ Bình Dương đấy rồi còn những nơi xa hơn nữa anh em biết rồi. Đấy, vẫn ủng hộ mình những bộ máy mô tô second tab. Và hiện hành đây là phiên bản máy Motap V2.8 nhé. Và tất cả là mình đều nạp file, bộ file mở tua hàng trăm xe mở tua cho anh em. Còn anh em làm hay không là do anh em nhé. Mình đã thông tin nhiều lần rồi. Rồi, và bây giờ mình sẽ kết nối luôn với chiếc e-xem này. Đây, rắc 33 chân đây, anh em cắm luôn. Rồi, tách một cái, rắc mới cứng nên là rất là chặt. Vâng, và anh em có thể luôn dùng luôn bộ adapter ở trong bộ máy Motap của mình anh em nhé. Đây, đều có cái bộ adapter này. Anh em cấp nguồn cho máy Motap nhé. Rồi, đấy, có dây luôn này anh em này. Sau đó anh em vào máy Motap để máy hướng dẫn từng bước một anh em nhé. Hướng dẫn từng bước một. Mình dùng luôn bộ máy của mình luôn anh em ạ. Xin chào anh Xuân Tiện, nhà phân phối máy Moto Scantab tại Hải Dương, mời anh chọn chức năng từ menu. Và tất cả những bộ máy mà gửi cho anh em ấy thì mình
Tất cả những bộ máy mình gửi cho anh em ấy thì mình đều kiểm tra trước khi mình gửi, đủ cáp này, đấy, máy kết nối rất là chuẩn rồi, nhanh rồi mình mới gửi cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Rồi mình có thể khởi động lại máy để máy gửi lại. Rồi 2.8 rồi anh em nhé. Moto Scan Tab xin chào anh Xuân Tiện, nhà phân phối máy Moto Scan Tab tại Hải Dương, mời anh chọn chức năng. Vâng, vì là máy của anh em nên là kết nối máy của mình thì mình phải bấm trực tiếp vào chỗ Moto Scan Tab này để mình kết nối. Rồi anh em vào phần chẩn đoán nâng cao cho mình, và chắc chắn anh em phải vào phần ESU cho mình rồi. Vâng, và anh em chọn SM, anh em chọn hãng xe Honda. Và bây giờ chiếc ESM của mình đây anh em, đây mình nhận được chiếc ESM này của anh em đến từ Thanh Hóa nhá, K41F V01 VN01. Anh em bấm chữ K cho mình và anh em tìm đúng mã luôn. Đây rất nhiều mã K nhá, anh em nhìn. Vâng, K44F V01 VN01. Vâng, vừa mình mới nghe một cuộc điện thoại của anh em tham khảo máy Montap V2.8. Vâng, từ hôm mà máy Montap V2.8 ra là mình nghe suốt ngày điện thoại luôn, anh em hỏi thăm máy Montap, và rất nhiều anh em là có xu hướng là sẽ tiếp tục mua những cái bộ máy này, bởi vì anh em cũng đã nhiều, anh em lại đang dùng máy khác cũng đã, thực ra là anh em cũng đã chán rồi anh em ạ. Rồi bây giờ mình quay trở lại chiếc ESM có mã K44F V01 anh em nhé. K44F V01 anh em bấm vào đây. Kết nối Moto Scan Tab phone với ECU, sử dụng cáp test ECU PN VS1319. Chú ý, cáp cho chức năng này là một lựa chọn thêm, không bao gồm trong gói phụ kiện tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ điện thoại 0913555416 để mua thêm nếu bạn cần sử dụng. Yêu cầu cắm và nối cáp kiểm tra với ECM đúng theo sơ đồ hướng dẫn phía trên. Vâng, vậy thì anh em cứ làm ở đâu, máy sẽ hướng dẫn đến đó anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ cắm tiếp. Vâng. Vâng, rắc 3 chân thì mình cắm từ trước rồi. Bây giờ chỉ còn 3 cái dây vàng là dây 3 pha và dây đỏ nữa. Mình cắm theo đúng sơ đồ thôi, rất đơn giản thôi anh em ạ, rất là dễ. Không anh em nào mà để không làm được cả. Bởi vì nói thực ra ấy, máy Montap là một trong những dòng máy hiện đại và có thể nói là dễ sử dụng nhất trên thị trường hiện nay anh em nhé. Vâng, và mình đã cắm xong rồi anh em nhé. Đây, mình đã cắm xong rồi. Rồi mình tiếp tục quay trở lại màn hình máy Montap. Yêu cầu cấp nguồn cho Moto Scan Tab Phone, sử dụng cấp nguồn PN MTB 08 Power. Vâng, và chiếc ESM này thì anh em thợ đến từ Thanh Hóa gửi cho mình. Anh đang nghi là chiếc ESM này bị lỗi phần là phần khởi động, không biết có phải không. Đấy, bởi vì là anh cũng kiểm tra cũng chưa dám chắc là có phải lỗi không, bởi vì là anh cũng đo đạc nhưng mà anh cũng chưa dám chắc, cho nên anh cũng nhờ mình kiểm tra. Nếu mà đúng thì anh sẽ mua một chiếc ESM mới, còn nếu không thì anh sẽ kiểm tra tiếp. Vâng, và mình sẽ bấm vào lỗi phần khởi động. Trạng thái Moto Scan Tab phone đang kiểm tra ECM. Vâng, anh cũng bảo là anh cũng đã kiểm tra rồi, cảm biến CKP thì các tín hiệu đường dây đều tốt,
mà vẫn chưa tìm ra lý do tại sao mà lại không khởi động được. Ắc quy thì anh bảo là anh ấy mới, anh thay mới rồi. Đấy. Máy không bó kẹt và chiếc xe này vẫn còn nguyên bản, chưa làm máy anh em ạ. Bô biết là không có nước, đấy, cho nên là máy nhẹ không có vấn đề gì cả. Cho nên là có thể nói là về loại trừ là phần cơ khí. Với máy mồn táp anh em thấy không, rất là tuyệt vời, bởi vì máy test được cả phần cứng lẫn như phần mềm của những chiếc e-sem. Và đặc biệt là đây là bộ điều khiển phun xăng đánh lửa đúng không, e-sem mà. Còn anh em mua 4 chiếc cáp để kiểm tra SU nữa thì anh em có thể test được cả bộ điều khiển khóa thông minh. Đấy, và tiến tới thôi rồi công ty sẽ ra những cái bộ cáp kiểm tra được cả ACU, có nghĩa là bộ điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh ABS anh em ạ. Hỏi đáp, xe bạn có đang bị tình trạng khi ấn nút khởi động, vô lăng từ chỉ nhích nhẹ, sau đó dừng hoặc giật giật nhẹ. Một vài lần lấy tay xoay vô lăng từ và đồng thời ấn nút khởi động thì có thể đề được đúng không? Vâng, và anh em có thông tin cho mình, đúng rồi. Anh em có thông tin cho mình là khi nhấn nút khởi động thì dơ le năm chân vẫn kêu tạch tạch. Đấy, và có những lúc anh nghi là dơ le năm chân bị kém, má vít kém, anh mình đã tư vấn anh là nếu không có dơ le chân, nối hai cái cực lớn của dơ le vào cái dây to ở bên dưới đấy, dây đỏ và dây đỏ sọc vàng đấy, vẫn không để được. Nhưng mà có một điều lạ là anh em cứ vần vô lăng thì lại để được, nhưng mà không phải lúc nào cũng được đâu nhá, thỉnh thoảng mới vần vô lăng mới để được một cái rồi xong lại thôi. Vậy thì mình đã có được thông tin của anh như vậy, mà trên máy là xe bạn có đang bị tình trạng khi ấn nút khởi động, vô lăng từ nhích chỉ nhích nhẹ, sau đó dừng hoặc giật giật nhẹ một vài lần lấy tay xoay vô lăng từ và đồng thời ấn nút khởi động thì có thể đề được đúng không? Đúng rồi, đúng như tình trạng anh em thợ có thông tin lại cho mình. Rồi, nếu như vậy anh em có thể bấm dấu check. Mã lỗi 0923, nội dung mô tả chi tiết, lỗi mạch công suất các tầng transistor điều khiển motor khởi động ACG. Gợi ý sửa chữa. Rồi, vậy thì cái chiếc e-sem này của anh em hỏng rồi, không được. Thôi, chắc chắn là mình cũng gọi điện cho anh em thay chiếc e-sem đi nhanh thôi. Bởi vì trong đây là đã bị lỗi các transistor điều khiển motor khởi động rồi. Trong đây anh em biết là có 6 con transistor MOSFET. Mình xin lỗi, mình lại có cuộc điện thoại rồi. Rồi, có một anh em, anh Hòa đến từ Đồng Nai, đã mua máy táp của mình, anh em đang chắc là gọi tư vấn kỹ thuật thôi. Mình xin tạm dừng một chút nhé. Vâng, và anh em thấy là với chiếc e-sem này thì đã bị lỗi rồi và phải mua rồi anh em ạ. Vậy thì ngày nay cái hiện tượng e-sem mà không khởi động được rất là nhiều anh em nhé, rất là nhiều. Cái đặc biệt là anh em nếu mà không có thiết bị để loại trừ các nguyên nhân thì mình nghĩ rất là khó, đúng không ạ? Nhiều khi là do tín hiệu CKP không tốt đấy, rồi cũng gây ra cái hiện tượng không khởi động được đấy. Và đặc biệt là cái trường hợp mà lại anh em thấy nhiều trường hợp là do e-sem này mà anh em dùng đồng hồ đo điện, anh em đo thấy vẫn tốt nhưng nó vẫn lỗi anh em nhé, anh em không thể kiểm tra được đâu anh em ạ. Vâng, mình xin lỗi nhé, mình có một tin nhắn để mình trả lời anh em đã. Vâng, mình tiếp tục quay trở lại. Và vừa rồi anh em biết không, một tin nhắn đến từ anh Hiển đến từ Nam Định anh em ạ. Vâng, anh cũng cho địa chỉ mình đây rồi, xem nào. Anh đến từ Nam Định anh em ạ. Vâng, anh đến từ tỉnh Nam Định, anh ủng hộ mình một bộ máy motion tap. Vâng, rất là vui, một bộ máy motion tap V2.8 và anh cũng nhờ mình kết nối với máy tính bảng luôn anh em nhé. Và sau video này chắc chắn là mình sẽ lại quay video cài đặt máy tính cho anh. Vâng, anh em sắm máy rất đông. Vâng, và mình cũng thông tin luôn, đây vị trí của các transistor MOSFET đây. Vậy thì anh em biết là cái mạch nạp và mạch khởi động trên xe đề ACG thì nó có 4 con có 6 con transistor, 6 con transistor MOSFET anh em nhé. Đấy, và nó đã bị kém rồi anh em nhé.
trong số những con transistor MOSFET này nó đều bị kém rồi và nó sẽ bị ảnh hưởng tới mạch khởi động anh em ạ. Rồi, và anh em nào biết sửa chữa mà anh em có nhu cầu sửa chữa thì anh em biết là cái vị trí của 6 con transistor MOSFET nó nằm ở đây. Đây, 6 con transistor MOSFET nó nằm ở đây. Cái vị trí khoét như thế này anh em nhá. Đấy, thế nhưng mà đấy là anh em muốn khám phá, anh em sửa, còn theo mình ấy thì tốt nhất anh em thay. Bởi vì sao? Ngày nay em xem nó đổ keo cứng, cho nên là cũng phải cho axit vào đây để nó mục cái keo này ra thì anh em mới thay được, đúng không ạ? Đấy, cho nó không như cái loại SM mà nó đổ keo mềm thì anh em khoét nó dễ, để keo cứng. Cho nên là nhiều khi thay một thời gian linh kiện có tốt không, đúng không? Thế rồi là axit nó xuống cái ngấm trong mạch này, rồi một thời gian nó mục mạch. Đấy, cho nên là cái rủi ro thì cũng rất là cao. Còn cái việc sửa chữa là do anh em tự quyết định. Nhưng ở đây mình muốn nói đến là gì? Máy mô sửa táp sẽ tìm cho ta chính xác chiếc ECM này mạch khởi động đã kém anh em nhé. Và anh em hoàn toàn tự tin, anh em đi mua chiếc ECM này về anh em thay cho khách. Đấy, còn máy cũng thông tin vị trí chính xác các transistor MOSFET đã hỏng, và đây chính là các linh kiện liên quan tới mạch khởi động của dòng xe đẻ ACG anh em nhé. Cực kỳ chi tiết, cực kỳ rõ ràng anh em ạ. Vâng, vậy thì phiên bản máy môn táp 2.8 đã cập nhật được 2-3 hôm nay rồi, và cái lượng anh em cập nhật rất là đông. Mấy hôm nay là có thể nói là mình cập nhật hộ anh em mang tới nhà này. Thế rồi là anh em nhờ mình xin mã giúp cho nó nhanh anh em ạ. Cho nên là mình cũng gửi mã rất là nhiều cho anh em mọi miền Tổ quốc. Bây giờ anh em mang máy đến mình cập nhật giúp. Đấy, nhiều anh em là mang máy đến lại còn mang quà đến cho mình nữa. Mình cũng rất cảm ơn những cái anh em như vậy. Đấy, nhiều anh em là phải nói là rất là nhiệt tình. Đấy, nhiều khi anh em cũng bảo là muốn mang máy đến chỗ mình nhờ mình cập nhật nhận giúp, là một hôm là cũng nghỉ đi chơi và cũng là đến để giao lưu cho nó vui anh em ạ. Vâng, đấy, có những anh em hôm qua là anh em cũng biết từ Thái Bình đấy đến đây là anh Phất ấy, từ Thái Bình đấy. Nếu như anh Phất mà có xem được video này thì anh cũng thấy là rất cảm ơn anh nhá. Mang máy môn táp từ Thái Bình sang, trước đây anh, hai bố con sang nhà mình mua máy, và anh hôm qua mang sang nhà mình cập nhật, cách nhà mình 60 km anh em ạ, đi quá xa luôn đấy. Nhưng anh bảo là nghỉ một ngày để đi chơi là chính giao lưu đấy, và anh cũng rất là nhiệt tình trong những cái công việc mà giao lưu trên nhóm do mình lập ra. Thế thì những anh em mà mua máy mô tô táp ấy thì anh em sẽ vào nhóm Zalo của mình, và bây giờ không là nhóm nữa anh em ạ, gọi là mình gọi là nhóm thôi. Chứ bây giờ cái số lượng anh em mua máy cho mình rất là đông và đã là cộng đồng rồi, và tiến tới mình sẽ có thời gian, hiện tại mình hơi đang bận một chút anh em ạ, nhưng tiến tới mình sẽ có thời gian, mình sẽ làm một video dạy anh em cách phân tích dữ liệu động cơ anh em nhé. Và tất cả anh em trong nhóm sẽ được xem video độc quyền này anh em ạ, nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Vâng, và sau video này thì mình sẽ tiếp tục cài bộ máy cho anh Hiển đến từ sao nào, đến từ Nam Định anh em nhé. Anh đến từ Nam Định và anh đã đặt mình một bộ máy nguồn táp và kết nối luôn máy tính bảng luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ máy môn táp từ nhà phân phối Xuân Thiện tại Hải Dương. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em.